Buổi trưa của bé Bảo và con của bé. Trời ơi, nhìn bé ăn thấy đã ghê á. Sáng tiện đây đói bụng quá, xin phép ăn cùng với bé luôn cả nhà. La đủ chấm ăn thì nó cũng ngon cả nhà. Đây à. Dạ đây, sẽ học mời cả nhà mình nha. Đây là Dạ, Sơn Ngọc xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại Sơn Ngọc đang ở trong khu vực rừng núi. Hôm nay Sơn Ngọc đưa cả nhà mình đi tìm hiểu những cuộc sống của những ông bà cô chú anh chị ở trên khu vực rừng núi nha. Ở quê Sơn Ngọc hôm bữa giờ là mưa quá trời mưa cả nhà, đường xá thì nó sình lầy, rất là khó đi luôn. Cả nhà mình xem phong cảnh ở quê Sơn Ngọc nè, núi rừng nhìn rất là hùng vĩ, rất là đẹp luôn cả nhà. Cả nhà mình thấy rất là yên tĩnh luôn ạ. Tại vì ở khu vực rừng núi thì rất là ít người. Sơn Ngọc thấy có một căn chòi ở phía sau trong kia cả nhà. Bây giờ là Sơn Ngọc sẽ lội bộ đi vào trong đó để tìm hiểu cuộc sống của bà con nha. Xin mời cả nhà mình ạ. Đây, cả nhà mời chịu khó đi đi đường bùng sình đôi chút. Tại vì trời mưa cả nhà. Đi vào trong đây á, thì có ông bà cô chú anh chị mà mình có đi vào trong những khu vực mà ví dụ như Sơn Ngọc đang đi đây nè, mình nên cẩn thận là mình nhìn phía dưới á, nhiều lúc có rắn cả nhà, tại vì nó tùm quá nè. Đường này có thể là mình cũng đi xe vào được đó cả nhà, nhưng mà phải là xe xe mình chế, mình độ xe ở trên khu vực rừng núi họ đi được, còn như xe Sơn Ngọc hay chở quà nhu yếu phẩm đi á, mình đi vào trong đây thì không được cả nhà. Nó hơi yếu, lại dàn áo của mình nó hơi thấp á, thì nó cạ vào vào đất á cả nhà. Ví dụ như mình đi tới một cái lỗ hổng sình đi, thì cái bánh xe nó đã lún hết một hơn một nửa bánh xe rồi, thì cái dàn áo mình nó thấp xuống á, nó cạ cái đường đi á, mình đi vào không được. Thì chỉ có là xe ở trên khu vực rừng núi họ mới đi vào được thôi. Và đây cũng như là điển hình ngay chỗ này nè cả nhà. Nay mà con đi tới đây nè thì nó lún hết cả cái bánh xe rồi, cho nên là mình vào không được á. Bà con ở đây thì Sơn Ngọc thấy là không có trồng bắp như những khu vực khác. Sơn Ngọc thấy là khu vực đây là bà con trồng khoai mì cả nhà. Sơn Ngọc thấy là bà con trồng khoai mì là nhiều. Cũng tranh thủ để mà ghi hình chia sẻ đến với cả nhà thân thương của mình. Chứ không mà tí nữa trời mưa nữa. Không biết là quê ở chỗ ông bà cô chú anh chị mình có mưa không nữa. Nhưng mà hôm bữa giờ thì cũng như là ông bà cô chú anh chị theo dõi là ở phía ngoài vùng sâu vùng xa ở ngoài Bắc á, thì cũng bão lũ rất là thương bà con ngồi đó luôn. Cũng như qua Sơn Ngọc đây thì cũng trời mưa nữa, nhưng mà nó cũng không có đáng kể. Mưa thì mưa nhưng nó cũng không có đáng kể bằng ở phía ngoài ngoài Bắc á cả nhà. Sơn Ngọc thấy những thước phim ở ngoài đó rất là thương, rất là tội cho bà con ngồi đó luôn. Hôm nay thì đồng hành cùng với Sơn Ngọc á là chỉ có chị Năm của Sơn Ngọc thôi, không có anh Ba đi cùng. Đây là chiếc xe ở trên khu vực rừng núi nè, họ đi nè cả nhà, dàn áo rồi tơi tả te tua hết, bà con chạy vô đây dễ hơn. Có người ở phía trong. Đây là một căn nhà truyền thống của những ông bà cô chú anh chị ở trên khu vực rừng núi đây cả nhà. Căn nhà làm bằng tre, bà con đặt dẹp một cái cây tre ra rồi sắp xếp vào như thế này, nó ra một cái hình thù nhìn rất là đẹp luôn cả nhà. Này là hầu hết là bà con làm bằng thủ công không thôi. Ví dụ như mình gót
những cái dây che dây mình để mình buộc mấy cái này, thứ này nè cả nhà, là mình sử dụng cái dao mình gót. Và đây là những cái sợi dây để mình cố định lại là dây may cả nhà, chứ không phải dây che, dây may. Dây may thì nó dẻo dai, nó bền. Cũng như mình sử dụng cây thì ở ngoài nắng ngoài gió một thời gian thì nó cũng nhìn nó xuống cấp cả nhà, nó mục miễu. Chị Ngọc thấy có người đang ngồi làm như hồi này, mình vào trong mình làm quen với họ, mình tìm hiểu cuộc sống của họ nha cả nhà mình. Chị ơi, chị em hỏi thăm tí. Dạ. Chị đang rửa bát hả? Dạ. Dạ. Em làm quen tí được không? Dạ được. Ôi bé dễ thương không cả nhà, không có sợ sang Ngọc luôn á, người lạ mà không sợ luôn nè. Và sao thường thì trẻ nhỏ hay sợ người lạ mà sao bé nó không sợ người lạ chị ha? Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 18 hả? À 18, tức là nhỏ hơn bên này. Ôi bé muốn ôm Sơn Ngọc không à cả nhà? Hiện tại mình đang ở đây hả em? Dạ, ở chung với anh chị. Ở chung với anh chị? Dạ. Rồi anh hỏi thăm tí được không? Dạ được. Rồi ba mẹ đâu rồi? Dạ không có ba, có mẹ. Mẹ thì ở trên núi, đang ở trên rẫy. Mẹ hiện tại đang ở trên núi một mình thôi hả? Dạ. Không có ba là không có ba làm sao em? Dạ tại em không biết luôn, mẹ không có kể. Sinh ra đó không có ba rồi. Nhà của em Bảo có đông anh em không? Dạ có 5 người ạ. 5 người? Dạ, em là út trong nhà. Em là út trong nhà rồi. Dạ. Rồi anh chị em là lập gia đình hết chưa? Dạ lập gia đình hết rồi. Gái thì bắt chồng về. Dạ. Còn trai thì đi theo vợ. Dạ. Như Bảo thì em có bao nhiêu người anh? Em có 2 người. 2 người anh. Dạ. Ví dụ như anh của em thì có đi theo vợ không? Có. Có hả? Dạ. Dạ bây giờ hiện tại em đang sống cùng với ai? Sống chung với chị. Sống chung với chị. Dạ. Là đây là nhà của chị em. Dạ. Và anh rể. Dạ. Em không sống chung với mẹ hả? Dạ không. Tại vì hồi nhỏ mẹ có bỏ em theo cha dưỡng. Xong rồi em ở chung với chị từ nhỏ. Mẹ bỏ đi cũng lâu lắm. Lúc đó là em còn nhỏ. Rồi sau đó em ở với chị. Rồi tới bây giờ luôn vẫn còn ở chung với chị. Ở đây là con em thì em lập gia đình rồi thì em cũng vẫn còn ở với chị nữa hả? Còn ở với chị. Ở hai vợ chồng em không có nhà riêng hả? Em không có chồng, còn bỏ rồi. Anh xin lỗi nha. Là chồng bỏ rồi hả? Dạ. Anh xin phép anh hiếu kỳ về câu chuyện của gia đình em tí được không Bảo? Dạ. Để có thể là anh hỗ trợ cho em được một phần nào đó để cái gì em lo cho con á. Dạ. Chồng em bỏ em lâu chưa Bảo? Dạ cũng lâu rồi. Lâu rồi? Dạ. Lâu là bao lâu? Từ lúc Tết. Ví dụ như là em có con chưa chồng lúc bỏ hay sao? Bé này còn 4 tháng anh bỏ rồi. Là em đang mang bầu 4 tháng bỏ hay là đẻ ra rồi? Đẻ ra 4 tháng. Đẻ ra 4 tháng rồi bỏ. Dạ. Lúc đó là hai vợ chồng em là ở đây hay là ở đâu? Dạ ở cấp mẹ còn mang bầu thì ở bên nhà chồng. Xong rồi mấy Tết qua chơi cái bé này còn 4 tháng à. Xong rồi qua xong rồi hai vợ chồng cãi lộn rồi anh bỏ đi luôn. Hai vợ chồng có cứ hỏi gì không? Dạ không. Không hả? Nhà chồng em ở đâu? Dạ ở miền Tây ạ. Chồng em là người Kinh hả? Dạ. Chồng em bao nhiêu tuổi? Dạ chồng em 17 à. Tại vì nhỏ em hơn 1 tuổi. Nhỏ hơn em 1 tuổi luôn? Dạ.
Hiện tại là em 18. Dạ. Anh nghĩ chắc lúc đó là em lập gia đình em có con là khoảng có 16, 17 à? Dạ. Đúng không? Rồi như bên gia đình chồng em thì như thế nào? Bên gia đình thì ba mẹ chồng cũng thương lắm nhưng mà con cái chồng không có thương. Ba mẹ chồng thương nhưng mà chồng không thương thì biết phải làm sao. Em cảm thấy em đang buồn chuyện gì hả Bảo? Em đang buồn chuyện gì? Em đang úp chuyện gì mà em lại khóc như vậy? Anh nghĩ chắc là em đang tuổi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ là có một thân một mình em lo cho con thôi. Dạ. Em ở chung với anh chị như thế này thì anh chị có phụ giúp em không? Thì có chăm cu đồ em đi kiếm ăn. À là anh chị được có phụ giúp em để chăm bé nè. Dạ. Là em đi lên rừng em kiếm ăn hả? Dạ. Kiếm ăn để có tiền mua sữa mua tã cho con. Dạ. À. Rồi ba mẹ chồng của em á thì thương em. Rồi có chu cấp cho em để em lo cho con không? Dạ không có. Thương mà không chu cấp hả? Dạ. Anh nghĩ thương thì phải chu cấp cho em để em lo cho con chứ đúng không? Rồi bao lâu rồi là hai vợ chồng không còn liên lạc nhau nữa? Dạ cũng lâu rồi. Ôi quấn tôi hả? Lâu rồi. Rồi như bây giờ một mình em lo cho con có nổi không? Dạ không. Không nổi hả? Dạ. Ý là bây giờ là em cảm thấy là em khó khăn gì vậy? Bảo, em thấy em khó khăn điều gì? Khó khăn là không có tiền lo cho con đầy đủ. Nhìn bé rất là dễ thương luôn nè cả nhà. Làm xấu với lại ông bà cô chú nữa kìa. Rồi bây giờ là một mình mẹ em thì ở cùng với ai trên núi? Dạ, ở mình à. Ở một mình à hả? Rồi ba dưỡng với em đâu? Dạ, ba dưỡng cũng bỏ mẹ xong rồi lấy bà khác rồi. À. Cuộc sống gia đình của Bảo anh thấy nó gặp nhiều cái éo le ghê ha. Dạ. Bé trai này tên gì em? Dạ, Tinh. Tinh ạ. Tinh? Dạ. Tinh à. Nhìn bé Tinh rất là dễ thương, rất là hiền luôn. Không có sợ người lạ nữa. Hằng ngày em có cho bé uống sữa không? Dạ, nó không uống. Không uống sữa hả? Dạ. Chỉ uống sữa mẹ thôi. Dạ. Cỡ tuổi này là hoài là phá rồi. Dạ. Một mình em sao lo nói cho bé. Anh ăn không? Ừ. Em ăn trước đi, anh chắc em ăn trước. Em ăn một lá vậy đắng lắm á. Dạ, quen ăn nhiều lần quen. Cho anh ăn cùng với em được không? Ừ. Sư Ngọc mời cả nhà mình nha, nguyên một tô lá đủ luôn cả nhà. Buổi trưa của bé Bảo và con của bé. Trời ơi, nhìn bé ăn thấy đã ghê á. Sẵn tiện đây đói bụng quá, xin phép ăn cùng với bé luôn cả nhà. La đủ chấm ăn thì nó cũng ngon cả nhà, mà đắng thôi, ai ăn đắng được thì ăn nó ngon. Đây à. Dạ đây cho Ngọc mời cả nhà mình nha. Đắng như thế nào? Bé ăn được cười kìa, ăn đáng mà cười. Ăn Bảo ơi. Dạ. Cho mà ăn hết á. Đói bụng ăn cái gì cũng ngon hết trơn. Em có hay thường xuyên ăn như thế này không Bảo? Dạ.
Thường xuyên luôn hả? Dạ. Có không? Sơn Ngọc mời cả nhà mình nha, chấm đá đậu với muối ớt rồi mình kèm thêm một miếng ớt nữa, ăn nó mới cay, nó mới đã. Đắng. Cười. Anh nghe bà con nói á, bảo dạ. Bà con của mình ở trên khu vực rừng núi á, dạ. Khi mà hồi xưa giờ mình ăn lá đủ á, dạ. Kiểu như lâu lâu á mình cũng thèm đúng không? Dạ. Rồi, ăn lá đủ hay thương không? Cùi thì ăn được mà lá ăn không được. Dạ. Trời ơi. Bé Bảo ơi, ông bà, cô, chú, anh chị nhà hảo tâm á, dành tặng cho bé một phần quà này nè Bảo à. Bảo có cái gì đó để anh cắt cái này ra được không? Tại vì anh đi xa, anh quấn băng keo như thế này thì cho nó chắc á. À, sao? À. Sơn Ngọc đi đường xa mới đến đây cả nhà mình. Cho nên là mình làm cái này nó chắc á cả nhà. Đấy, ui dạ. Này. Tặng như con mì tôm nè. Nha. Để chú đói. Có mì tôm mình dễ ăn hơn là lá đu đủ. Ừ. Đây. Mình có những phần quà như thế này nè Bảo. Này nước mút nha. Và nước tương nữa. À, rồi đây là dầu chiên. Dạ. Ừ, anh gửi cho Bảo ha, muối nữa nè. Đấy. Và đây là cá khô. Cá khô nha. Ừ, và đây là cá khô nữa Bảo. Đấy. À, đây là bột ngọt và đường. Đấy. Và không thể thiếu là một bao gạo. Ừ, cũng như mới nãy á, nhà của Bảo hết gạo rồi đó. Dạ. Sẵn tiện đây anh có phần quà, cũng có gạo anh gửi cho gia đình của mình ha. Hai mẹ con em cảm ơn. Ừ. Dạ thưa cả nhà, hôm nay thì con sẽ học chia sẻ đến với cái nhà thân thương của mình một câu chuyện. Thì cũng có ông bà cô chú anh chị có hỏi con Sơn Ngọc á, là anh ba là gì của con. Thì con xin thưa là anh ba là anh rể của con nha cả nhà mình. Hôm nay là thiếu vắng anh ba cả nhà. Dạ, đó là lý do là anh ba về quê để mà lo cho sức khỏe của ba của anh ba. Tại vì bác á, thì bây giờ là sức khỏe của bác đã rất là yếu rồi cả nhà. Bây giờ là bác bị một chứng bệnh là ung thư. Thì bác sĩ cũng đã trả về luôn rồi. Bây giờ là gia đình của anh ba là chỉ có chờ ngày thôi. Sớm hay là muộn thôi cả nhà. Hôm nay thì Sơn Ngọc cũng cảm thấy rất là buồn luôn. Tại vì Sơn Ngọc cũng rất là thương bác. Sơn Ngọc cảm thấy như là bác cũng như là trong nhà của Sơn Ngọc thôi. Cũng như là bậc cha mẹ. Với lại bác cũng rất là yêu mến Sơn Ngọc. Bác tối lại là hay thường theo dõi những tập video của Sơn Ngọc cả nhà. Và bác cũng mong muốn là đi theo cùng với con Sơn Ngọc một lần để mà đến với những khu vực rừng núi này thăm bà con. Và cũng muốn trải nghiệm khu vực rừng núi, rồi ngắm những cái phong cảnh và những cái không khí nó trong lành. À, cái sự yên tĩnh của khu vực rừng núi đó cả nhà. Dạ. Lúc trước cách đây khoảng cỡ 1 đến 2 tuần bác cũng đã có đến với nhà Sơn Ngọc rồi. Bác đến với khu vực rừng núi này rồi. Bác cũng có rủ Sơn Ngọc đi.
Sơn Ngọc thì không có ngại gì mà không 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 dẫn bác đi, tại vì cũng như công việc và cũng như là hàng ngày Sơn Ngọc đều đi đến những khu vực rừng núi này thôi. Nhưng mà do sức khỏe của bác thì bác không có thể nào mà đi cùng với Sơn Ngọc ở cả nhà. Rồi khi mà bác về á, lúc đó là bác cũng như là nhập viện luôn cả nhà, nhập viện luôn. Rồi đến thời điểm hiện tại bây giờ á, thì bác sĩ đã trả về rồi. Dạ. Thì cũng như là anh ba thì về quê, quê của anh ba là ở dưới miền Tây. Đấy, thì anh về dưới đó để anh lo sức khỏe cho bác á cả nhà. Sơn Ngọc nghĩ đến thấy cái cảnh như bác bị cái chứng bệnh ung thư á, bác rất là đau đớn luôn cả nhà. Khi mà Sơn Ngọc thấy cái những cái hình ảnh như vậy, Sơn Ngọc thấy rất là buồn luôn. Sơn Ngọc không biết nói như thế nào nữa. Dạ, thì đây là lý do là con chia sẻ với cái nhà thân thương của mình, tại vì cái nhà thân thương của mình cũng cũng đặt ra những câu hỏi là Sơn Ngọc thường ngày gọi là anh ba, nhưng mà không biết là anh ba là như thế nào. Đó, rồi ngày hôm nay là lý do sao anh ba lại vắng cái nhà, và con cũng chia sẻ với cái nhà mình vài ngày tới đây thì cũng như là cũng thiếu vắng anh ba á. Vài bữa nữa có gì anh ba sắp xếp hết những cái công việc gia đình của anh ba xong rồi anh ba sẽ quay trở lại cùng đồng hành với con Sơn Ngọc cả nhà. Dạ, con cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã luôn theo dõi con Sơn Ngọc nha, luôn ủng hộ con, ủng hộ anh hai anh em con cả nhà. Dạ, cũng như là ngày hôm nay Sơn Ngọc biết được hoàn cảnh của bé Bảo đây, Sơn Ngọc cũng muốn chia sẻ đến với cả nhà của mình để hỗ trợ cho bé. Cuộc sống của bé thì cũng rất là vất vả luôn, một mình lo cho con, hàng ngày phải lên trên rừng trên núi để kiếm ăn hoặc là nắm linh chi bán. Bé đã khổ ngay từ nhỏ rồi cả nhà. Sơn Ngọc được bé chia sẻ là mới nãy là cũng như là mẹ cũng đi một bước nữa là có cha dượng, thì em không còn ở chung với mẹ được nữa, thì em ở với anh chị. Thì ở cùng với anh chị thì học tới lớp 6 là đã ra đời rồi. Ra đời có nghĩa là em đi bôn ba ở những các tỉnh thành khác, chứ em không còn ở chung với gia đình để cho cha mẹ bảo bọc như các bạn bè trang lứa cùng với em. Là em phải đi kiếm tiền, thì cũng như là khi mà em đi ra ngoài xã hội như vậy đó, thì nó sẽ có những cái gọi là cám dỗ đi. Mình gọi cái đó là nó dễ đối với em, suy nghĩ của em ha. Đó, gọi những cái cám dỗ đi, hoặc là cái nhiều cái em hơi thiếu suy nghĩ một tí á. Tại vì em không có ba mẹ bảo bọc để mà chia sẻ đến với em những cái gì đó nó tốt với em á. Đấy, thì em cũng sa ngã vào cái chuyện mà lập gia đình sớm á. Thì bây giờ là em cũng có con sớm thì cũng rất là vất vả luôn. Thì anh thấy cuộc sống của em như vậy cũng rất là khó khăn, rất là thương cho em. Nhưng mà anh cũng không biết giúp gì cho em nhiều. Thì anh cũng chỉ có thể là ghi hình ở đây. Có thể thì vài bữa nữa ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm nào đó có cái tình thương đối với em á, thì có thể là giúp đỡ cho em được nhiều nhiều hơn nha. Anh chia sẻ đến với Bảo như thế này là tên của những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm đã dành tặng cho Bảo những số quà này và thêm một số tiền nữa nha Bảo. Để có gì em có em lo cho con, em mua sữa mua tã cho con á. Dạ, con xin phép con thưa đến với ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm là con xin phép con nêu tên và con trích ra một số tiền, thì trong đó thì con cũng đã có mua một số quà nhu yếu phẩm ở đây rồi. Dạ, con xin phép là trước hết con nêu tên ạ. Dạ, đó là cô Trịnh Tú Mai tặng 500.000, cô ẩn danh ở Lâm Đồng 200.000, cô Kinh Đi ở nước ngoài 200.000, cô Phượng ở Úc 200.000, cô ở Texas 200.000, cô Thanh Nhàn và bà Nguyễn Thị Lệ và bà Như Thanh là tặng cho Bảo là một ký cá khô như thế này nha. Đây là cá khô cơm, Bảo có thể là chiên nè, mình chiên xong mình ăn với nước mắm, hoặc là mình nấu canh chua ở trên khu vực rừng núi là nhiều là lá giang. Em nấu canh chua lá giang ăn cũng vẫn được. Em có hay thường xuyên mua cá khô này ăn không? Không hả? Đấy là không có tiền mua hay là như thế nào? Không có tiền mua hả?
Rồi bây giờ có cá rồi, cá này rất là tươi luôn nè, nãy em thấy đẹp không? Dạ. Nãy cá này cá lạc muối nha. Dạ. Cá lạc muối không có mặn đâu, em chiên rồi em ăn với mắm tỏi đó. Dạ. Đấy, rồi hoặc là nấu canh ha. Dạ. À, một túi nè, anh gửi cho em là hai túi, là trước mắt là một túi là có của cô Thanh Nhàn và bà Nguyễn Thị Lệ và bà Như Thanh. Dạ. Tặng cho em, rồi một túi nữa là chú Khâm. Dạ. Đấy, là chú Khâm tặng cho em một ký nữa ha. Rồi anh ở Phương Xài Nha Trang tặng cho em là 300.000. Dạ. Dạ, em sẽ Ngọc thưa đến anh ở Phương Xài Nha Trang á, là số tiền quỹ của anh đã hết rồi ạ. À, em cảm ơn anh rất là nhiều, em chúc anh luôn có thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ, anh Xanh ở nước ngoài 200.000, cô giàu ở Mỹ 200.000, anh Đạt ở Cà Mau 100.000. Dạ, chú Phan ở nước ngoài 200.000. Dạ, tổng số tiền của những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm á, là 2.300.000 đồng dành tặng cho Bảo. Dạ. Anh lấy 2.300.000 đồng á, anh trừ đi 350.000 đồng. Dạ. Là một số quà nhu phẩm ở đây, à, gồm có gạo nè, có mì tôm, mắm muối, đường bột ngọt, dầu chiên. Dạ. Đấy, thì anh lấy 2.300.000 đồng, anh trừ đi 350.000 đồng. Dạ. Thì còn lại là 1.950.000 đồng ha. Dạ. Thì anh cũng đã có chuẩn bị số tiền ở đây rồi, là 1.950.000 đồng. Đây, số tiền 500.000. 1.500.000. 1 là 600. 1.600. 1.700. 1.800. 1.900. 5.000 đồng. Rồi em gửi lời cảm ơn với nhà hảo tâm giúp anh ha. Dạ, con xin cảm ơn cô chú đã giúp đỡ con, hai mẹ con. Dạ, con cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ. Có gì em sử dụng trong cái số tiền này hợp lý đến với em nha. Dạ. Rồi để mình sử dụng lần lần, hoặc là nhiều lúc em để dành đôi chút để mình lo vấn đề là bệnh đau của con á. Tại vì mấy đứa nhỏ nó hay bệnh lắm. Dạ. Ừ. Dạ, con cảm ơn những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm rất là nhiều ạ. À, con cảm ơn vì đã tin tưởng con, gửi cho con những số tiền để có thể là con giúp đỡ cho những ông bà cô chú anh chị ở trên khu vực rừng núi. Rồi những cái hoàn cảnh khó khăn và những cái mảnh đời bất hạnh đó cả nhà. Dạ, và con cảm ơn những ông bà cô chú anh chị đã gửi cho con những số tiền quỹ á, mà đã hết quỹ rồi đó. Dạ thì con cảm ơn rất là nhiều luôn. Con cũng hy vọng là ông bà cô chú anh chị đã gửi quỹ cho con hết quỹ rồi thì luôn đồng hành cùng với con nha. Con cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ thưa cả nhà mình, thì hôm nay là tâm trạng của con nó cũng hơi buồn tí á. Thì có gì là tập video này của con á, nó hơi tệ, thì cũng như là ông bà cô chú anh chị thông cảm cho con Sơn Ngọc nhé. Dạ, thì tại vì cũng như là người thân của mình mà bị như vậy đó, mình cũng cảm thấy khá là buồn, tâm trí thì nó cũng hơi để đâu đó cả nhà. Đấy, thì con xin phép là khép lại video tại đây. Con hẹn ông bà cô chú anh chị những tập video tiếp theo nhé. Dạ, những tập video tiếp theo của con là con thường hay đăng là khoảng cỡ khung giờ là 8 giờ tối. Cả nhà mình yêu mến con Sơn Ngọc á, thì cả nhà mình dành thời gian, cả nhà mình ủng hộ video của con nha. Dạ, con xin phép khép lại video tại đây ạ. Bye bye cả nhà mình.